Theo thông tin phản ánh, nhiều ngày nay, gia đình bà Phạm Thị Đua đã cho người và phương tiện máy móc vào khu vực đất bãi của gia đình thuộc xóm núi xã Ngami, huyện Phú Bình để đào bới, khai thác cát trái phép. Mặc dù không được sự đồng ý của chính quyền địa phương, song bà Đua vẫn cố tình tổ chức việc san gạt, vận chuyển. Sự việc chỉ được dừng lại sau khi phóng viên cùng với lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Ngami đến kiểm tra hiện trạng. Tại hiện trường, nhiều khối lượng cát đã được khai thác và tập kết tại những điểm cố định. Cùng với đó, nhiều diện tích bờ bãi của người dân cũng bị đào bới, có nguy cơ gây sạt lở cao. Mình cũng có nhờ anh em ở đến người ta à, lão vét cho nó vuông vắn xung quanh lên thì nó có dư thừa một số thì cũng có mấy anh em người ta xin mấy xe. Chỉ có biết là, <laughs> là, cho rồi là vận chuyển ra ngoài như thế là 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 nó không đúng các quy định của pháp luật. Mình cũng không 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 biết là cho đi mà cũng lại vi phạm pháp luật cho nên là cũng chỉ thấy các lãnh đạo nhắc nhở là vận chuyển đi là không được. Có thể thấy việc làm của bà Đua không chỉ vi phạm những quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản, mà còn làm sạt lở bờ bãi, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của các hộ dân xung quanh. Trước việc làm trên, đề nghị chính quyền sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm, tránh để tình trạng san gạt trái phép xảy ra trên địa bàn.